Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành du lịch Việt Nam, ngày 8 tháng 7 năm 2015, tại khách sạn Thắng Lợi, Tổng cục Du lịch đã phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Tổng công ty Du lịch Hàng không Việt Nam, tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết số 39 NQCP, nghị quyết số 46 NQCP của Chính phủ về việc miễn thị thực cho công dân 6 nước và chỉ thị số 14 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ. Tham dự hội nghị có Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Nguyễn Hữu Thọ, Phó Tổng Giám đốc Việt Nam Airlines Trịnh Ngọc Thành, lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam cùng đại diện các địa phương, cơ quan, tổ chức, chuyên gia, doanh nghiệp du lịch trong cả nước. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe phổ biến về nội dung của chỉ thị số 14 CTTTG và kế hoạch hành động của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nhằm triển khai thực hiện chỉ thị 14 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ ngày 2 tháng 7 năm 2015 về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của các địa phương trong 3 nhóm vấn đề chính: tăng cường quản lý giá cả, bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn, ứng xử văn minh với khách du lịch, bảo đảm vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Để khai thác hiệu quả chính sách miễn thị thực nhập cảnh vừa được Chính phủ ban hành, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã đưa ra kế hoạch hành động tăng cường quảng bá, xúc tiến nhằm thu hút khách du lịch từ Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Italia và Belarus đến Việt Nam. Đồng thời, Tổng cục Du lịch sẽ phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Tổng công ty Hàng không Việt Nam triển khai chương trình kích cầu du lịch cho 6 thị trường trên. Tại hội nghị, lãnh đạo Tổng cục Du lịch và Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2015-2018 gồm các nội dung: tuyên truyền quảng bá du lịch Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng, nghiên cứu thị trường, tham gia các hội chợ du lịch quốc tế tại nước ngoài, phát động điểm đến tại nước ngoài, thăm và tổ chức khảo sát điểm đến tại nước ngoài, tổ chức các sự kiện trong nước. Phát biểu tại hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn nhấn mạnh: hiện nay, ngành du lịch đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Chính vì vậy, ngành du lịch đã nghiên cứu, tham mưu đề xuất để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các chính sách kịp thời ứng phó, khắc phục với những khó khăn đó, đồng thời chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo phát triển lâu dài. Ngành du lịch rất cần sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng và doanh nghiệp để cùng tháo gỡ các khó khăn, thúc đẩy sự phát triển của du lịch.